Em xin chào các bác ạ. Đây là tấm pin mặt trời mono công suất 150W, hàng được sản xuất tại Việt Nam. Đây là lô pin hàng thanh lý của nhà máy, hàng xuất dư các bác nhé, giá rất là tốt. Mỗi một tấm pin mono 150W này có giá là 1.250.000. Pin đẹp các bác nhé. Hai hôm trước thì bên em có làm một video giới thiệu tới các bác một cái combo tấm pin 150W và một bộ điện sạc 30A có giá là 1.450.000. Thì có hai bác khách có hỏi, một bác thì hỏi là bác có số lượng hay không, hay là chỉ có mỗi một bộ đó đăng lên để câu like câu view. Và một bác thì có hỏi là tấm pin có bị nứt vỡ gì không, tại sao giá nó lại rẻ vậy. Thế thì em cũng xin trả lời luôn các bác là tấm pin lành lặn các bác nhé, pin đẹp. Bên em nhập giá rẻ thì bán giá rẻ cho các bác để anh em dễ tiếp cận thôi. Đấy, pin đẹp các bác nhé. Đây là những cái vết bụi bẩn các bác nhé. Đấy, ngoài mặt kính rồi. Pin không có bị đứt vỡ gì các bác nhé. Đấy, và câu hỏi thứ hai của bác ấy là có hỏi em là bác có số lượng hay không, hay là chỉ có một vài tấm để đăng lấy video câu like thôi. Thế thì từ hôm đó đến giờ bọn em bán thì cũng không còn nhiều thật. Thế nhưng mà cũng không phải là chỉ có một vài tấm các bạn. Cái lô hàng này bên em còn khoảng tầm hơn 30 tấm nữa các bác nhé. Hơn 30 tấm nữa. Tấm pin 150W. Đây là mặt sau các bạn, mặt sau của tấm pin. Đây là dây jack kết nối. Pin 150W, sản xuất tại Việt Nam. Công suất là 150W. Điện áp hoạt động là 20,52V, dòng là 7,31A. Kích thước của tấm pin là chiều dài là 1,5m, chiều rộng là 668, trọng lượng là 11kg. Đây các bạn, bên em còn khoảng hơn 30 tấm các bác nhé. Đây, cái chồng này là chồng 200W các bạn, chồng này là 200W. Đấy, bên em 200W thì 150W thì chỉ có chồng này, còn chồng này nữa 150W đây. Và bên kia pin đẹp các bác nhé. Giá mỗi một tấm là 1.250.000, một tấm pin mono 150W. Nói chung là nó cũng chỉ rẻ hơn bình thường có 100.000 thôi các bạn, chứ cũng không rẻ hơn nhiều. Chẳng qua đây trên thị trường thì có một số anh em người ta bán giá cũng hơi cao thôi. Nên các bác so sánh thì thấy nó sẽ rẻ hơn nhiều thôi. Chứ còn bản chất là cái lô trước bên em về thì giá nó cũng chỉ là 1.350.000 một tấm thôi. Đấy, nó tùy theo lô các bác nhé. Nhà máy thì nó bán thanh lý hàng xuất dư, giá rẻ thì bên em bán rẻ thôi. Chứ còn thường thường như lô trước ấy về nó vẫn là 1.350.000 một tấm, chứ không phải là bên em bán cao hay là bán thấp gì cả. Nó tùy theo lô các bạn. Nó cũng như là quần áo sản xuất tại Việt Nam các bạn, hàng xuất dư thì giá nó sẽ hợp lý hơn là các bác mua trực tiếp ở shop. Đây là mặt sau của tấm pin các bác nhé, chiều dài là 1,5m, chiều rộng là 668. Cái tấm pin này thì nó rất phù hợp cho các bác ghép với hệ 12V. Nó tạo ra cái dòng điện một chiều có điện áp là 20V. Đấy thì nó sẽ có hai cách thông thường để anh em khai thác. Một là anh em chạy trực tiếp với các thiết bị điện
Ví dụ như cái tấm này thì bên em vẫn đang kết hợp cho khách chạy với quạt trần, chạy trực tiếp với quạt trần hoặc là bơm nước, cái loại 12V 100W đấy. À, quạt trần 33W đấy các bác. Chạy cho nhà xưởng và cho trang trại. Và cách phổ biến nhất là vẫn là sạc cho bình ắc quy để anh em dùng làm cái hệ thống 12V chạy quạt 12V hoặc là thắp sáng. Hoặc là các bác có thể mua thêm kích điện nữa. Nếu mà các bác mua kích điện thì chỉ sử dụng được mức độ vừa phải thôi. Còn dùng với hệ 12V nó vẫn là an toàn, vẫn là phổ biến nhất. Đấy, pin không có bị đứt vỡ thì các bác nhé. Các selfie bên trong cũng rất là đẹp. Cái xước. Các bác quan tâm liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại và Zalo 0355 066 009 ạ. Cảm ơn các bác.